Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là phần tối ưu cái đầu website đúng không ạ? Tối ưu cái phần đầu website này. Phần đầu website này thì nó có cái phần tức là phần logo đúng không ạ? Nó sẽ có phần phần này. Rồi, nhớ tạm thời tắt lại đi nhá. Đây, bây giờ cái blog của chúng ta nó sẽ như thế này. Các bạn thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại cái này. Đây, chúng ta sẽ tiến hành cập nhật một cái logo lên đúng không ạ? Thì các bạn quay trở lại phần giao diện nhé, các bạn click vô Theme Option đúng không ạ? Rồi các bạn tải cái logo lên này, nhất làm lại này, click vô cái phần Theme Option được chưa? Cái tab là General Setting. General Setting. Rồi chúng ta tiến hành tải một cái logo lên. Rồi, nhất sẽ sử dụng cái logo của Forest Center nhé. Rồi cái kích thước của nó là 289 nhân 289 đúng không ạ? Nhân 79. Rồi tiếp đến là một cái flybeacon. Flybeacon là cái phần icon ở phía trên này này đúng không ạ? Rồi, cũng tải lên đúng không ạ? Nó có kích thước là 512 nhé. Đây, 512. Đây đúng không ạ? 512 x 512 vuông đúng không ạ? Rồi chúng ta tiến hành lưu lại. Quay trở lại nhé, quay trở lại chúng ta tải lại xem nó có cập nhật chưa. Đấy, nó cập nhật được không ạ? Forest Center này. Đấy, tôi đâu có. Đấy, được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cho nó một cái menu đúng không ạ? Thì các bạn sẽ quay trở lại website, các bạn click vào cái phần đó là dĩ nhiên cái phần này thì Nhất cũng đã hướng dẫn ở trong cái video đó là hướng dẫn quản trị website rồi, nhưng mà Nhất sẽ hướng dẫn các bạn trong cái video này luôn. Rồi các bạn click vào phần menu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái menu cho cái website của chúng ta. Menu tức là cái phần ở trên đây này bạn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái gọi là main menu, tức là menu chính đấy, đúng không ạ? Rồi, tạo trình đơn nhé. Rồi, từ cái menu chính này thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo theo một cái này luôn đi, đúng không ạ? Blog này, kiếm tiền online này, kinh doanh online, digital marketing này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần bài viết này, chúng ta thêm một số chuyên mục cho nó. Chuyên mục là sao? Là một cái thư mục đúng không ạ? Nó giống như một cái thư mục chứa những cái bài viết mà nó cùng chủ đề đúng không ạ? Chuyên mục nó là một cái thư mục mà nó chứa những cái bài viết cùng chủ đề, đơn giản vậy thôi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có thể thêm blog này đúng không ạ? Đấy, rồi cái gì nữa? Kiếm tiền online này, kinh doanh online này đúng không ạ? Kiếm tiền online, kinh doanh online, rồi digital marketing hả? Ok, digital marketing. Các bạn có thể thay đổi nhé, các bạn có thể thay đổi nó digital tùy các bạn thôi đúng không ạ? Các bạn muốn chuyên mục nào thì các bạn để chuyên mục đó. Marketing. Rồi tạm thời thế đã đúng không ạ? Rồi các bạn cứ thêm mà enter thôi là được. Rồi quay trở lại thì chúng ta nhớ lưu nhá, khi mà chúng ta tạo cái main menu này chúng ta nhớ lưu nhá. Rồi bây giờ chúng ta có thể tải lại trang đúng không ạ? Tạo xong cái chuyên mục này thì chúng ta tải lại trang. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể thêm một số cái nữa. Đấy. Ở đây chúng ta có thể thêm một số cái nữa, như, ví dụ như trang chủ chẳng hạn. Đây chúng ta click vô thêm trang mới này. Đấy, các bạn click vô là trang chủ. Trang chủ tức là cái trang ở ngoài đây này đúng không ạ? Ngoài đây được chưa? Trang chủ này, menu thì các bạn có thể thay đổi theo ý của bạn các bạn. Đấy, theo ý của bạn. Rồi trang chủ các bạn tiến hành đăng các bạn, ừ, đăng đi. Chúng ta cập nhật xong trang chủ hoặc liên hệ nó cũng tương tự đều được. Rồi quay trở lại cái phần menu này, chúng ta nhớ là tải lại trang nhé.
Rồi, click vô xem tất cả, chúng ta click vô trang chủ này. Thêm vào. Cái này xóa đi nhá. Remove, tức là remove là xóa. Rồi, chuyên mục. Click vô xem tất cả này, đúng không? Đó, thêm vào menu. Nếu như các bạn chưa xuất hiện cái này thì các bạn click vào cái phần tùy chọn hiển thị này. Đấy, các bạn click vào nó sẽ hiển thị tất tật tật những cái, ví dụ như là nó hiển thị ở đây các bạn. Rồi. Chúng ta tiến hành view menu nhé. Rồi quay trở lại. Rồi. Nó vẫn chưa hiển thị đúng không ạ? Vẫn chưa hiển thị ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải click. Được không ạ? Click vào đây. Lưu lại. Rồi, tải lại này. Sorry, bên đây chứ. Đấy các bạn, nó xuất hiện ở trên đây rồi. Được chưa? Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ tiến hành tối ưu thân website, được không ạ?